ใหญ่นะสัตว์ใหญ่สัตว์เหลวลิงเป็นเหล่านะทำเดินหน่อยว่าให้ดีกว่าได้เป็นเหล่าแดงๆมาใหม่Bộ trưởng Nguyễn Kỳ Sơn. Bộ trưởng. Giường ngủ này có ai? Phòng ngủ đó hả? Ủa cái giường gì là lỡ như giống như bây giờ mà chọi tới chọi lui sao giờ được. Như bà dân lộn được mà chọi quá trời luôn, đạp gối mệt cái này nó cứ ngắt rồi chọi. Công tử công tử này có bàn trang điểm nữa trời ơi. Bàn trang điểm tủ đựng tiền nóng hơn hả? Nó mặc cẩn thận cho nó mát. Cái giường này bây giờ nó hơn 6-7 tỷ hiện cái. Ừ. Miếng cẩn thận cho mát lắm. Bộ bằng tượng. Nè, tầm quay tầm đúng không? Quay đi tầm đúng không? Lên lầu đây nè, lên cầu thang đây. Anh ơi, mời anh đứng lên đây, góc đường ngồi lên điện bật. Để em đi lên lầu đây, em đi lên lầu đây, anh đứng em quay làm chơi. Mẹ dân đang nhìn cái bộ của nhà công tử Bạc Liêu. Giống nhà công tử Bạc Liêu. Rồi theo chân mà ra cái chân ta chụp hình. Không được. Như. Rồi lên đây. Lên đi mình lên. Ba Hải là quay phim luôn chứ ba không chụp hình nữa, quay luôn rồi. Khỏi chụp mệt quá. Về cắt lại. Rồi cho người ta đi chụp kìa. Hay cho ta chụp đứng đây đứng chút. Mai Ngọc đó rồi ta. Ngày xưa là bé Mai Ngọc đi công tử Bạc Liêu nè, chưa biết có tiên nè. Bé Mai Ngọc đi ha. Bà Hải quay phim nha Mai Ngọc. Nè đi theo bà Hải nè. Hải vòng cho. Vòng quay phim. Hải vòng Hải quay phim. À, quay phim với Mai Ngọc đây. Đây là sạp Ba Thành. Quay phim. Nhìn cái con kìa. Đẹp
không? Thì phòng ở ngoài mình nhìn vô thôi. Em đang đi hành lang ngoài, trên lầu mình xuống dưới rồi xong. Kế với sông hay mát ha. Bên xe 5 căn cái nước quá trời xe luôn. Du lịch quá trời du lịch. Rồi xong. Cẩn xà cừ á. Cẩm thạch giờ nó mát lạnh. Bên đó cũng mát, bên đây cũng mát. Nhà công tác bắt leo mình đứng từ nhìn trên xuống. Bắt leo nhìn trên xuống mát quá ha. Mai Ngọc ơi. Mai Ngọc à. Cứ mở ra bốn cái cửa đó thôi, bốn cửa nhìn bốn góc cái gì đó, cái gì đó, bốn cửa nhìn bốn góc thôi. Nói ra đây.
ra. Nó ra xuống cầu thang thôi cái gì đó. Đó ra xuống cầu thang quay bộ phim cầu thang đây, công tử Bạc Liêu. Kìa hình cái gì kìa, con cháu kìa. Biết kìa, mai ngập cho con cháu không? Rồi.